Windows X mua hết các sự X mặt trời. Sáng nay không là chỉ test của một chế này. Chế này chỉ quay lại trắng. Trông người đỏ lại xấu mà. Người có người đỏ đến lúc nó có lại trông lại xấu mà. Mình không có nghĩa là nghe sao. Như chú ơi, chú thấy màu trắng lại đẹp này, màu này đẹp chứ. Nhớ ăn đẹp trắng. Tớ xuống màu đen là lúc nào đúng không nữa. Màu đen thì cho đẹp. Màu đen thì nó. Màu đen là màu đen đẹp như này người. Màu đen sạch nhất. Mình đi chỉ có màu đen. Màu đen nó có hai màu, một cái là cái chìa khóa cắm, một cái chìa khóa thông minh. Cái này nó có cả cái nạp điện thoại cho mình này. À, cái bên này có chân nạp, cái đấy không có chân nạp. Ôi sao lại có khác thế nhỉ? Mà hai phiên bản luôn à? Ừ, có hai phiên bản. Đây là cao cấp này, loại này bản cao nhất này. Là có cái cổ cắm điện đây này, đúng không? Cái vàng cũng quá nhỉ. Cái này nhìn cái chìa khóa là nó khác hơn này. Đúng không? Chìa khóa cắm thì nó rẻ hơn. Tao với tổng kia nó trên được bao nhiêu tiền đấy? Nhiều 3 triệu. Thế cái này là tổng đăng ký là bao nhiêu đấy? À, đăng ký nếu mà chúng lấy thì nó đang bán là vào tầm 51. Chúng lấy thì đợt này anh khuyến mại cái cao chỉ khoảng 50 của con. Thấp thì một tí bắt được. Vì anh đang muốn bán. Vấn đề chú có thích không? Lúc vàng cứ mua hay nữa. Chú đi cái con này là màu này đẹp, khỏe. Mình thì chắc chắn nó phải không bao giờ nuôi thời mà nó chênh nhau với con đấy chênh nhau ít nữa cái này là chưa có vốn dĩ là nó có như thế này đúng không cái này là nó mặc áo cũng như vậy chứ cái này túi thì ai mở được của anh đúng không chứ không phải là chưa có cắm nó đời cao ấy lấy mấy con phải một con thôi bạn ơi thế chú nào đi chú cứ lấy con đen đi cứ con đen này vừa tiền vừa con đen cũng cao cấp lấy con này cũng cao cấp đẹp vui sáng nha nhưng mà cái màu nói là cái màu sáng sáng thì chi nè bóng bóng này màu này cái màu mà khác cái nhìn cái nó vỡ cái đồng cổ đấy chi chi mà mất chi họ đời hả ta cũng xem nữa nó biết rồi giờ chăm sóc nó còn ta cũng xem biết nó hát rồi rồi biết nó là chi nào ta cũng đấy có mấy cái màu biết cái màu không có nói là loại đấy là X155 nữa. Ô, họ chỉ mua cho phiên bản 20 chắc ít tuổi mua 2022 2020 nữa.